Vĩnh biệt cô bé dân ca. Tin giả và những hình ảnh cắt ghép ác ý từ một kênh YouTube khiến ca sĩ Phương Mỹ Chi vẫn đang bình an phải bức xúc. Sao ác quá? Ghi mấy tin này thì được gì? Bà ngoại đang lo cho con ở trên rút ống thở cháu ra. Tại nó khờ quá, nó có bầu mà không biết. Cho nên bà sợ nuôi hai đứa, bà rút ống thở nữa ra. Chủ tài khoản fanpage Giang Kim Cúc và các cộng sự bị xử phạt 10 triệu đồng vì đây là sự việc không có thật. Và virus tin giả còn tấn công cả những người ở tuyến đầu. Bị nhiễm Covid-19 hết cả rồi. Các thầy cô và sinh viên y Hà Nội dương tính rất nhiều. Vừa vào thành phố Hồ Chí Minh chống dịch, bác sĩ Quang và đoàn sinh viên tình nguyện đã phải lo chống tin giả. Hàng ngày khối lượng công việc của tôi không hề nhỏ, nhưng khi về nơi nghỉ thì lại nhận được những thông tin không đúng sự thật, gây ảnh hưởng không tốt đến tâm lý của mọi người, cũng như gây sự lo lắng cho những người ở nhà. Chúng tôi luôn mong muốn những thông tin sai sự thật như thế cần được ngăn chặn để các nhân viên y tế như chúng tôi có thể tập trung sức lực và trí lực cho công việc của mình. Tin giả tập trung nhiều nhất là cách chữa trị Covid-19, khiến nhiều người tin theo mù quáng, để lại những hậu quả khó lường. Mới đây, vì tin theo những bài thuốc dân gian truyền miệng, một phụ nữ ở Hậu Giang đã suy đa tạng rồi hôn mê. Những bài thuốc trôi nổi đó cực kỳ nguy hiểm đối với sức khỏe của người dân, và nếu chúng ta uống vào thì cái nguy cơ rơi vào tình trạng ngộ độc, cái nguy cơ gây ra bệnh tật nó nặng lên sẽ rất là cao. Thế thì đây là một cái điều phải nói rằng một cái hồi chuông để cảnh báo với những người vì quá sợ hãi Covid mà chúng ta nghe những cái thông tin không chính thống. Một kiểu tin giả nên mỗi người đều cần nâng cao năng lực nhận biết. Những thông tin không rõ ràng như một anh Việt kiều ở Mỹ, một tin nhắn từ Singapore là hoàn toàn không đáng tin. Có thủ đoạn sử dụng văn bản thật, chỉ sửa thông tin quan trọng để tung tin giả. Sử dụng chức năng tìm kiếm hình ảnh của Google cũng có thể xác định một bức ảnh có đúng người, đúng thời điểm hay không. Như hình ảnh bác sĩ Khoa rút ống thở của cha mẹ để nhường cho sản phụ. Tìm kiếm có thể biết được đây là ảnh của một giáo sư dự khuyết người Singapore, còn hình ảnh em bé thì lấy từ một ca mổ bắt con trước đó. Và nếu chưa thể nhận biết ngay thật, giả thì không vội chia sẻ thông tin. Virus từ phím Enter, vì thế có thể ngăn chặn nó từ chính phím Enter.